Những căn nhà có hướng Bắc gồm có 3 sơn là Nhâm Thí Quý, nằm từ độ số là 337,5 độ cho đến 22,5 độ. Chúng ta được biết rằng là sang năm 2022 thì là cái sơn Nhâm Tý Quý thì có cái sơn Nhâm là và sơn Quý là hai sơn kẹp tam sát và Tý thì là chính tam sát. Tuy nhiên thì về bộ phong thủy thì lại người ta lại khi mà cái việc mà xây dựng nhà cửa mới cho cả âm dương trạch thì người ta lại tam sát là chỉ sợ tọa chứ không sợ hướng. Nếu như cái nhà chúng ta tọa vào tam sát thì nó nguy hiểm, nhưng mà nếu vào hướng vào tam sát thì lại không ảnh hưởng gì nhiều, không có ảnh hưởng gì nhiều nếu biết cách. Năm 2022, những cái nhà hướng Bắc được đánh giá là những hướng vượng khí. Riêng cái nhà tọa Ngọ hướng Tý thì tháng 5 âm lịch, lưu ý là tháng 5 âm lịch tháng Ngọ bao gồm cả trước và sau tiết Hạ Chí thì là chúng ta không có khởi công xây dựng. Nếu như mà ngoài ra thì thời điểm của tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó là cái thời điểm rất tốt để chúng ta khởi công xây dựng cho những cái nhà hướng này. Lưu ý rằng là hướng Bắc gồm cả 3 sơn là Nhâm, Tý, Quý. Như vậy thì những cái nhà tọa bình hướng Nhâm hoặc những nhà tọa linh hướng Quý thì không có phạm phải bất kỳ một cái điều gì, đúng không ạ? Và đây là một hướng rất là tốt.